Và xin chào khán giả gái em. À, mình là Mạnh Trường, còn đây là vợ mình Lan Phương. Kể từ số này trở đi thì chương trình nhà em sẽ thay MC. Không biết là cái con người thật của anh ở bên ngoài nó giống với vai diễn nào nhất trong các bộ phim mà anh đã từng tham gia. Quả view thấy được. Quả view quá đỉnh luôn thưa quý vị và các bạn. Để mà nói một cái khu mà có được cái view như thế này thì rất là ít. Xin chào khán giả nhà em. Mình là Mạnh Trường, còn đây là vợ mình Lan Phương. Kể từ số này trở đi thì chương trình nhà em sẽ thay MC và bọn mình sẽ là những MC của tất cả các số nhà em sau. Nói vui vậy thôi chứ hôm nay thì rất là vui khi mà được chia sẻ một căn nhà mới của hai vợ chồng mình. Thì thực ra thì khá là lâu rồi, hai vợ chồng đã luôn mơ ước là sẽ có một căn nhà nhỏ ngoại ô. Cứ cuối tuần thì cả gia đình sẽ cùng về đây chơi. Rồi đặc biệt là bà xã mình rất là thích cây cối, hoa lá. Cho nên là ngày hôm nay thì cũng nhân cái dịp là hôm nay mới là cái buổi đầu tiên bà Trường tới căn nhà này và ở. Cho nên là hôm nay cũng rất là vui khi được chương trình nhà em và đến và mình cùng chia sẻ những không gian trong nhà cũng như là ngoài sân vườn của căn biệt thự ngày hôm nay. Và đó chính là lý do mà ngày hôm nay nhà em có mặt ở đây. Và thực sự là chúng mình rất là vinh dự khi mà có cơ hội là những người đầu tiên được đến đây sân đất nhà anh Trường và chị Phương, được không ạ? Đúng là sân đất luôn đấy. Vâng. Thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình như thường lệ thôi. May quá chưa phải thay MC em ạ. Mình vẫn sẽ bắt đầu từ ngoài vào trong, đúng không ạ? Và ngoài trời bây giờ thì đang hơi nắng, cho nên là thôi anh em mình sẽ nhường ngay chị em ở trong nhà cắm hoa này, sắp hoa quả nhá, để đợi anh em chúng tôi ra ngoài review trước nhá. Đúng tủ, dạ vâng. Xin lỗi. Nhưng mà anh Trường ạ, phải công nhận là ngày hôm nay là một ngày rất là duyên. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường ấy là hai anh em mình chỉ hay gặp nhau ở trên màn ảnh nhỏ, đúng không? Ít có cái dịp để mà gặp nhau ở ngoài, bởi vì công việc của hai anh em đều rất là bận. Mình thì hay xem phim của anh Trường, còn anh Trường thì hay xem nhà ép. Nhưng ngày hôm nay anh em có gì gặp nhau thì lại đặc biệt ở chỗ là đến sông nhà mới của anh Trường luôn. Phải nói là cảm ơn nhà ép, bởi vì vâng, là có rất là nhiều những cái kiến thức về kiến trúc dạ mà anh học được từ kênh của bọn em. Rất là nhiều những cái thiết kế của anh dạ xem và anh tham khảo những ngôi nhà trên đấy và mình áp dụng cho mình. Dạ vâng, thì đây như mọi người đang thấy là cái căn nhà của anh Trường thực sự là một cái ngôi nhà rất là đẹp. Nó có đầy đủ tất cả, nằm ở trên một cái thế đất nhìn xuống đồi núi. Phong cảnh ở xung quanh vô cùng đẹp, cây cối, bể bơi, sân vườn đều được thiết kế nắn nót và tỉa tót một cách rất là cẩn thận. Không biết là lúc nãy em có nghe chị nói loáng thoáng là cái này là do chị sắp xếp hết được không anh? Thật ra thì phải nói thật là vợ anh là cái người mà rất là thích về chuyện bài trí hay decor. Dạ. Tất cả mọi cái của anh là anh phó thác cho vợ anh hết. Dạ. Từ cái việc tất cả những cái cây này, hay cây các thứ là đều vâng là vợ anh chọn. Xong rồi những các cái bài trí đặt nó vào đâu hay là đấy, như cái phong cách thiết kế bên trong nhà em cũng thấy nó, tại sao mình nhìn nó hơi nữ tính một chút là chính là vì lý do đấy. Đây là kiểu mình hay nói đùa với anh Trường, đây là cái thiết kế mà mang đậm cái nét cá nhân hóa, đúng không? Cá nhân hóa, đúng rồi. Quan trọng là mình thích là được. Nhưng mà cái hay ở đây em thấy là chị thích một phần nhưng mà lại nó lại hợp lý nữa cơ. Vì đôi khi thích nhưng không hợp lý thì nó lại không ổn lắm, nhưng mà đây vừa thích lại còn vừa hợp lý. Kể cả cái phần mà bể bơi như mọi người đang thấy này thì lúc nãy anh Trường có chia sẻ là bể bơi nhà mình là dùng cái công nghệ điện phân muối, đúng không anh? Ừ. Cái này thì nó rất là an toàn cho có lẽ là cái điểm mà hiện tại bị anh ưng ý nhất. Vâng. Trong cái khoảng sân này chính là cái bể bơi. Vâng. Thế ban đầu anh không nắm quá rõ về những cái công nghệ hay là những cái thiết kế đâu. Vâng. Mình chỉ thường mình hay để ý đến là cái màu đá thế nào hay vâng là màu nước thế nào. Quan trọng có đẹp hay không thôi. Đấy, đấy. Vâng. Thế xong thì đến khi mà các bạn làm bể bơi thì phải nói thật là anh cũng tìm được một cái đơn vị thiết kế cực kỳ là tốt. Vâng, uy tín. Và họ đưa ra cái ý dạ tưởng cho anh là anh nên làm thế này với cái thiết kế như anh. Thế và đến khi mà xong và lên được cái thành quả như này thì phải nói thật là anh rất là ưng ý. Thứ nhất là màu nó đẹp. Ừ. Và thứ hai thì cũng như anh Trường chia sẻ là khi mà mình ngồi trong phòng khách ấy, mình nhìn ra bên ngoài đúng thì rồi đây nó giống như là một cái tấm gương lớn. Rồi, nó sẽ như nó phản chiếu lại màu trời, rất là màu mây, màu núi. Vâng. Thực sự là nhìn rất là chill.
Phải nói thực sự đây là một ngôi nhà rất tuyệt vời. Nãy giờ em cứ đi tìm điểm để mà góp ý cho anh, nhưng mà thực sự là vẫn chưa tìm được cái gì để góp ý cả. Thôi thì hỏi luôn vậy, ở trong ngôi nhà này anh tâm đắc nhất ở điều gì, và điều gì là cái yếu tố mà then chốt để anh quyết định chọn ngôi nhà này? Cũng chính là cái mà em vừa nói, chính là cái view, là chính cái view đúng không? Đây. Cái ngày mà bọn anh quyết định là mua tại đây này, thì hôm đấy hai vợ chồng đi xem và quyết định mua luôn. Khi bình thường mọi người mà mua ấy thì sẽ chỉ xem trên cái bản thiết kế 3D chẳng hạn, hay là xem trên bản đồ thôi. Dạ. Nhưng mà anh hôm đấy rất may là được các bạn ấy dắt thẳng lên đây. Dạ. Và mình được đứng ở đây, thì lúc đấy ở đây vẫn còn hoang vu, rồi nhà nó ngổn ngang lắm. Đúng. Nhưng mà mình đến đây thì mình nhìn được thấy cái view này, và hai vợ chồng quyết định ngay. Bởi vì là như em biết thì những cái khu mà gần Hà Nội cũng rất là nhiều, nhưng mà để mà nói một cái khu mà có được cái view như thế này thì lại rất là ít. Không có nhiều đâu thưa quý vị và các bạn. Và thực sự là chúc mừng vợ chồng anh đã chọn được một cái điểm second home mà cực kỳ phù hợp, không chỉ là cho hai vợ chồng mà còn cho các bé nữa, đúng không ạ? Và thêm một câu hỏi bên lề nữa, câu hỏi này bất ngờ nha, mà mình cũng nghĩ là có rất nhiều người cũng tò mò muốn hỏi anh Trường, là không biết là cái con người thật của anh ở bên ngoài nó giống với vai diễn nào nhất trong các bộ phim mà anh đã từng tham gia. Chắc chắn anh phải chọn những cái vai tốt rồi, vai người tốt việc tốt, chọn vai phản diện hay là những cái vai bệnh hoạn chút thì Sở Khanh thì chắc là không chọn đâu, đúng không? Nhưng là phải nói là cho đến thời điểm này thì cũng mỗi một vai diễn nó sẽ có được một phần nào đó tính cách của anh. Cái thú vị của cái người diễn viên chính là cái điểm đấy. Khi mà mình đọc một cái vai diễn hay mình hóa thân một cái vai diễn thì mình sẽ tìm được ra những cái nét tương đồng để mình nhập tâm vào. Đúng rồi, chọn những cái vai chính diện thì ok, mình sẽ lấy những cái chính diện bên ngoài của mình, cái tính cách tốt của mình. Còn những cái vai mà như anh vừa mới trêu là những cái vai phản diện hay bệnh hoạn một chút thì bắt buộc lúc này người diễn viên sẽ phải tìm những cái tư liệu. Sẽ phải xem cái tư liệu nào thì những tên biến thái như thế nào, những tên trộm cắp thế nào, thì lúc đấy mình lại phải xem cái tư liệu bên ngoài. Còn đâu là cho đến nay thì phần lớn anh làm thì cũng thường là những cái vai chính, người tốt việc tốt rất là nhiều. Và cũng rất là may mắn khi mà những cái vai đấy nó lại khá là giống với cái con người anh ở bên ngoài. Gần đây nhất chính là cái vai Quy trong phim Đừng Nói Khi Yêu. Rất gần đây. Nghe thì hơi buồn cười nhưng là thật đấy. Thành ra là cái vai đấy thì nó giống, tại sao? Vì là từ cái tính cách nó hơi tếu táo, vui vui, rồi nó cũng có cái nét đôi khi cần phải lạnh lùng, phũ phàng một tí. Thì anh thấy cái vai đấy là một cái vai mà có thể nói nó tổng hòa khá là nhiều những cái điểm tương đồng. Và khi mà anh làm cái vai diễn đấy thì bản thân anh đạo diễn thì cũng chơi với anh. Anh đạo diễn bảo là thứ vai này em cũng chẳng phải diễn gì đâu, em cứ mang đúng con người em vào là ok. Và thực sự là từ lúc mà gặp quen anh Trường thì em cũng đã học hỏi được rất nhiều điều từ anh, bởi vì anh Trường thực sự là một mẫu đàn ông của gia đình, thưa quý vị các bạn. Ngay cả chiếc bể bơi này thôi, anh ấy không quan tâm đến là đẹp hay không đâu, mà quan tâm ấy là nó phải an toàn cho da của chị và các bé bơi được, thì anh mới áp dụng cái công nghệ này vào cái bể bơi này. Đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ cũng đang hơi nắng, anh em lại quay trở lại xem trong nhà xem là các chị như thế nào rồi nhỉ. Ok. Trong lúc chờ hai anh em này kia chém gió ngoài kia thì thôi chị em mình ăn hoa quả trước đi. Mà đúng là lâu lâu mới gặp chị em thấy em ngưỡng mộ chị thật sự đấy. Tại vì là chị sinh ba em bé rồi mà vóc dáng chị vẫn như này, vẫn rất là nuột, vẫn rất là yummy, các bạn có thấy không ạ? Không biết là chị có bí quyết gì không, chị có thể chia sẻ cho em đi. Em mình nói thôi tế nhị, bạn định nói đấy, nhưng mà thôi tế nhị. Với cả thật ra là trong cái thời gian là sửa chữa này rồi trang trí nhà cửa, thật ra nó cũng tốn nhiều thời gian và cũng công sức. Thế cho nên là cũng nhờ cái việc mà phải đi mua đồ decor trang trí ở trong nhà thì nó cũng làm cho chị giảm cân nhiều. Tức là lúc nào em thấy chị cũng kiểu luôn chân luôn tay ấy nhở. Mà mọi góc trong căn nhà của chị thì chị đều chăm chút từng tí một. Như em thấy đây có một cái chậu cây, chậu hoa rất là xinh. Chắc là cái này chị cũng phải tự đi chọn đấy nhở. Ừ đấy, mình tự tay đi chọn từng cái chi tiết một, từng cái ghế bể bơi, từng cái cây, từng cái góc này. Hai vợ chồng cứ buổi tối vụ về là bảo anh ơi cái bộ này đẹp không, có nghĩa là nó rất là thích thú với em. Cái cảm giác đấy thì thật sự là để mà mình bỏ tiền ra mà cho đội thi công làm thì thật sự sẽ không thể có được cái điều như thế. Không biết là đến bao giờ mình mới có được cái cảm giác thích thú của anh chị khi mà kiểu
tự đi chuẩn bị, tự trang hoàng cho ngôi nhà của mình đây. Đó. Và ngày hôm nay khi mà đứng đây trong khu vực bếp của chị thì em thấy là bếp của chị có thiết kế khá là ấn tượng với những cái tông màu trung tính này và những cái vật liệu cũng khá là quen thuộc. Nhưng mà đặc biệt ở đây thì em thấy là cái mảng tường này khi mà chị ốp gạch ở đây như là một điểm nhấn gạch hình vảy cá. Đúng rồi. Khá là xinh. Thì từng cái vụ em xem vụ cái chị yêu mà người ta yêu hoa, em nhìn khi mà em bước chân vào nhà có cả khán giả nhìn thấy thì có thấy là gia chủ này rất là yêu thiên nhiên mà yêu hoa. Vụ từ những cái lò nướng bánh này hay là cái ấm đun nước, tất cả đều là hoa một cách nhẹ nhàng. Và trong khu vực bếp thì em cũng thấy là có một cái khu vực mà rất là quan trọng, đó chính là khu vực bồn rửa và vòi nước này. Bởi vì nhiều khi mình thiết kế mà không cẩn thận ngay từ đầu ấy thì về sau thường là sẽ phải thay vòi và sẽ phải thậm chí là thay cả chậu nữa. Đấy, thì không biết là khi mà nhà chị thiết kế khu vực bếp này, chị chọn vòi của thương hiệu nào đấy ạ? Chị cũng biết qua thương hiệu Inox là của bên nhà em đấy. Thật sự là khi mà sử dụng cũng vài căn hộ thì chị thấy là các cái này rất là quan trọng. Mình phải thật sự là phải đầu tư vì khi mà dùng thời gian thì nó sẽ bị bám cặn canxi. Mà cái bên Inox này thì không có cái hiện tượng như vậy thì lúc nào cũng sáng bóng luôn. Cho nên là chị rất là thích cái điều đấy vì em thấy là chị rất là thích sự sạch sẽ và phải thẩm mỹ nữa. Và em thấy là hình như cái vòi này của chị là vòi có cảm biến thì phải. Đúng rồi. Khi mà mình dùng ấy thì ví dụ nếu mà mình đang sử dụng thịt cá các thứ dùng tay mình rất là mỡ, mình nếu mà mình sờ vào vòi các thứ thì nó rất là bẩn, sau đấy mình phải vệ sinh rất là mất thời gian, thì cái này nó là cảm ứng thì mình chỉ việc sờ tay vào thôi là nước sẽ tự chảy ra. Ôi hay quá, đúng là hiện đại. Mọi người hoàn toàn có thể tham khảo nếu như mọi người đang thiết kế khu vực bếp của mình nhá. Còn bây giờ thì chắc là chị hãy đưa em đi tham quan những khu vực khác trong ngôi nhà mơ ước của anh chị đi. Ở đầu chương trình thì anh chị cũng có chia sẻ với cả nhà ép là đây là ngôi nhà mơ ước nho nhỏ của anh chị. Nhưng mà khán giả thấy nhỏ dữ chưa? Nãy giờ đi là cũng thấy nhà rất là rộng và rất là thoáng. Đặc biệt là em thấy anh chị cũng có thiết kế gam màu tươi sáng này, rồi là không gian được bố trí rất là nhiều kính, tạo cảm giác ngôi nhà của mình rộng hơn mà còn có thể được hòa mình vào với thiên nhiên này. Khi mà mình có thể phóng tầm mắt ra xa xa kia là đồi núi này, hồ bơi trước mặt này, rồi là lấy được rất là nhiều ánh sáng từ bên ngoài. Thiết kế này thì khá là điệu đà, chắc là anh lại chiều chị ở khoảng này rồi đúng không? Thật ra thì anh cũng rất là tâm lý. Thì lúc đầu ấy, khi mà lên thiết kế thật sự là nó khác hoàn toàn với cái phong cách hiện tại bây giờ. Từ những cái bộ sofa, từng cái chi tiết nhỏ trong nhà. Nói chung là hầu như là so với bản thiết kế lúc đầu là bọn chị thay hoàn toàn đấy. Thế mọi người có phải là ô tại sao lại không thấy cái tầng 1 có rèm, thì sợ chị cảm giác là cái khi mà có kéo rèm vào ấy thì cái không gian nó bị ngột ngạt đi. Mình muốn gọi là được phải ngắm trọn gọi là không gian núi rừng ở đây. Rồi bây giờ chị đẹp thế này cơ mà. Mỗi người có một cái suy nghĩ riêng. Thì có thể là đấy là cái phong cách cá nhân hóa của chị. Đúng rồi, em thấy khá là hợp lý đấy, mà mang đậm cái dấu ấn riêng của chị. Khi mà vừa bước vào ngôi nhà mình có thể biết luôn được là gia chủ là người có tính cách như thế nào, có gu thẩm mỹ như thế nào, và có phải là một người thích chăm chút nhà cửa hay không. Đi vào trong nhà là biết liền. Đấy. Anh em mình lại vào nhà nhở? Sao? Hai chị em chém gió nhà rồi. Ngoài nghe thì xúc động quá. Ở cái gì mà tuổi già, cái gì mà ngồi ngắm cảnh. Mà gớt hết cả nước mắt anh ơi. Và trước khi nào mà mình lại cảm thấy thực sự là lo lắng về vị trí MC chính thức cho chương trình nhép như thế này. Thật sự là sau chương trình hôm nay là vị trí là lúc này dữ rồi. Nhưng mà theo em quan sát thấy thì vườn rất là đẹp, ở dưới tầng 1 bố trí rất là hợp lý. Không biết là trên tầng 2 thì anh chị bố trí công năng như thế nào ạ? Tí nữa mà lên tầng 2, đặc biệt là trong cái phòng ngủ chính của bọn anh ấy, thì em sẽ nhìn cái view sẽ còn thích nữa. Em rất là tò mò rồi, hay là bây giờ em mình xin phép chị em lên trước đi. Vâng, đi. Hai chị em cứ ở dưới nhá. Anh em chúng tôi lại tập sự đẹp hơn. Đây, phòng chính của anh bên này, còn phòng chip bên này. Giới thiệu với chú đây là tranh của chip vẽ.
Ủa, một cái bức ở dưới nhà cũng là Chip vẽ. Chip là con gái lớn của anh Trường. Và em có quan sát thấy ở dưới rồi và em thấy có chữ ký Chip. Nhưng mà em không nghĩ là của Chip vẽ đâu, bởi vì thực sự là nó rất đẹp. Thực ra lúc mà Chip vẽ xong về là anh bất ngờ đấy. Tại vì là mới cho đi học cũng một thời gian ngắn mà. Và cũng chỉ nghĩ là học thì học vui vui ấy. Không ngờ về cầm mấy cái tranh về mà anh bảo là cô vẽ là con vẽ đây. Cái này là phải có năng khiếu thì mới làm được như thế này. Tại vì là những bức tranh nó rất là có hồn và sinh động. Quay trở lại ngôi nhà thì mình thấy là phần cầu thang đi lên anh chị để cũng rất là rộng. Ở trên này em thấy là có một cái ban công nhỉ? Thật ra anh cũng khá là thích thiết kế này của bên chủ tư. Vì là cái phần ban công này và cái phần ban công chính phía sau kìa, họ để rất rộng. Nó sẽ hơi khác với những cái khu khác. Và như anh vừa nói thì đây là phòng của Chip. Còn phòng của anh chị đây đúng không? Thì mình vào phòng này trước nhỉ? Dạ. Phải công nhận là thấy quả view này được. Quả view quá đỉnh luôn thưa quý vị và các bạn. View thực sự rất là đẹp. Nhưng mà em muốn hỏi là tại sao mà anh lại chọn cái second home thứ hai ở trên đồi núi mà không phải là ở khu vực biển? Thực ra là trước khi mà lựa chọn ở đây thì bọn anh cũng đi tham khảo khá là nhiều nơi. Cái mục tiêu đầu tiên của hai vợ chồng là sẽ một cái vị trí nào đấy nó cách Hà Nội chỉ khoảng 450 cây thôi. Thì mình đi từ Hà Nội lên chỉ mất khoảng 50 phút kiểu vậy. Thì mình cũng khoanh vùng một vài điểm, và đến đây, khi mà đến đây nhá, thì cũng rất là may hôm mà anh lên đây anh mua ấy, thì bình thường mọi người mua là sẽ mua trên cái dự án, trên cái bản đồ thôi, trên bản thiết kế 3D. Thì anh lại được các bạn tư vấn, các bạn dẫn vào đúng cái chỗ cái vị trí đất này của mình. Thành ra là mình nhìn được thấy view biết và mình lựa chọn ở đây ngay. Đây này, lý do tại sao mà anh Trường lại chọn ở đây thì mọi người phải ra đây, mọi người nhìn thì mọi người mới thấy là nó quá xứng đáng luôn thưa quý vị các bạn. Bình thường á, ban công mà em hay đi review nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, khoảng tầm 10-15 mét vuông gì đấy. Nhưng ban công này thực sự rất là rộng. Đây mọi người thấy ok, bộ bàn ghế thoải mái. Nhiều nơi ngoài thì họ sẽ làm các cái phòng bên trong diện tích nó lớn hơn. Và cái phần ban công họ chỉ để một cái khoảng rất, nhỏ thôi. Còn cái ban công này nó lan sang cả bên cái buồng bên kia, nó rất là rộng. Thành ra mình sẽ có rất là nhiều những cái kịch bản để mình có thể setup ở đây được. Thậm chí là kể cả ăn BBQ ngoài trời trên này cũng được. Một nhóm khoảng 10-15 người ngồi trên này vẫn thoải mái. Và thực sự là cái khoảng view ở sau rất là giá trị. Nhưng mà nãy giờ anh em mình hơi mải miết về khoảng view mà quên mất cái thiết kế ở bên trong đúng không ạ? Bây giờ chúng ta lại quay trở lại bên trong nhé. Tại vì view ở bên ngoài đẹp quá cho nên là muốn khoe mọi người luôn. Đấy, thế còn ở bên trong thì thực sự là nó cũng đẹp không kém gì ở bên ngoài đâu thưa quý vị các bạn. Nhưng mà em có thấy phong cách nó hơi điệu không? Nó điệu, thực ra cái này thì em hiểu mà. Mình cứ thực ra là cái gì mà nghe vợ thì mình thấy là nó đều chuẩn hết. Nếu mà ai hỏi anh là đây là phong cách gì thì anh sẽ nói luôn là đây là phong cách của vợ. Phong cách của vợ. Tại vì là từ dưới phòng khách cho lên đây. Dạ em hiểu. Như là vợ anh chia sẻ thì thật ra ban đầu của anh có một cái thiết kế khác. Và thực sự bọn anh cũng rất là thích cái thiết kế đấy. Nó sang trọng. Nhưng đến khi mà lên đến đây rồi và thấy cái khung cảnh xung quanh các thứ, thế là vợ anh cũng nảy ra một vài cái ý tưởng và nghĩ lựa chọn sao cái nội thất để nó vừa phù hợp cho bên trong và nó ăn với cả cái bối cảnh bên ngoài. Chính xác. Và đặc biệt là thôi, tất cả mọi cái là anh đều để vợ anh quyết định. Từ những cái việc lựa chọn các cái tông màu sofa hay là đây phòng ngủ setup như nào thì phải nói thật là một tay vợ anh làm. Và em cũng thấy đến thời điểm này thì đấy vẫn là sự lựa chọn chính xác ạ. Và ở trong phòng ngủ này chắc chắn là vẫn có một cái phòng vệ sinh khép kín ở trong này đúng không anh? Em đoán là như thế. Rồi mời anh em vào đây. Giới thiệu mọi người là riêng về thiết bị vệ sinh thì anh không nghe vợ anh nữa mà anh nghe nhà em. Em cảm ơn anh. Nhỏ vợ anh dưới kia nghe. Nói vui thôi chứ còn thực ra thì từ trước đến nay anh rất là thích những thiết bị vệ sinh của Inox. Và đây có thể mọi người xem qua này. Từ bàn cầu thông minh cho đến bồn tắm trong này. Thì chia sẻ hơn thêm một chút là trước đây thì cũng có một số những căn nhà nhỏ của anh thì anh đã lựa chọn sản phẩm của Inox rồi. Cho nên đến khi mà hoàn thiện cái căn này thì anh chọn ngay thiết bị của Inox. Và em nghĩ là cái lựa chọn của anh nó không hề sai một chút nào đâu. Một cái khu vực phòng vệ sinh rất là đẹp với bồn tắm được thiết kế hợp lý này. Cái bồn này thì có cái chiều dài khoảng 1m7, rộng khoảng 1m, cho nên là mình ngâm bồn ở trong này rất là thoải mái. Và cái bồn tắm này nó chu đáo đến mức là nó có cả cửa sổ để mà khi mình ngâm bồn ở đây có thể mở ra để cái không khí nó thông thoáng hơn và mình có thể nhìn cái view ở bên ngoài. Và thậm chí là gạch anh cũng chọn của Inox luôn. Đúng rồi, gạch đúng rất rồi. Là đẹp cái màu. Đúng rồi, anh rất là thích khi mà thực ra khi mà ban đầu mà lựa chọn trên cái bảng ấy, thì anh cũng đang khó hình dung, bảo là không biết là hình dung thế này thực tế sẽ thế nào.
Thế thôi, bảo cứ lựa chọn đi, cứ thử phối vào xem nào. Và đến khi mà các bạn làm thô lên thôi, bà nhìn anh đã thấy ưng ngay rồi. Ừ, thật, công nhận là xuất sắc. Ngày hôm nay thì nhà em đã có cơ hội đến thăm ngôi nhà nhỏ mơ ước của anh Mạnh Trường và chị Phương. Thực sự là ngày hôm nay khi mà đến đây và tham quan thì em cũng thấy là anh chị thực sự là có cái gu thẩm mỹ rất là cao này, cũng như là rất là cẩn thận và chăm chút cho cái không gian nhỏ của mình. Và qua đây thì ngày hôm nay Khánh Linh tin chắc là không chỉ mình anh Duy mà các bạn khán giả cũng có thể học hỏi cho mình thêm một số những cái tip và những cái lưu ý khi mà mình thiết kế không gian sống của mình. Và đặc biệt thì mình nghĩ là ai cũng mong muốn là có một gia đình hạnh phúc như là gia đình của anh Mạnh Trường và chị Phương, đúng không? Và thực sự là từ tận đáy lòng em luôn chúc là anh chị có thật nhiều sức khỏe, gia đình luôn luôn hạnh phúc. Và trong này sắp tới thì cố gắng là có thêm nhiều nhà đẹp để tụi em đến câu nói quá review thêm nữa được không ạ? Rất là cảm ơn nhà em. Thứ nhất là cái buổi ngày hôm nay đến tham quan gia đình anh, nhưng mà cái cảm ơn quan trọng nhất chính là anh đã có được rất là nhiều những kinh nghiệm khi mà xem kênh nhà ép của bọn em. Và cũng chúc cho anh em của nhà ép sẽ càng ngày càng phát triển để sẽ lại có nhiều những căn nhà đẹp để cho khán giả chiêm ngưỡng cũng như là học hỏi về những cái kiến thức về kiến trúc. Vâng ạ, và biết đâu sau này anh Trường lại đi dẫn nhà ép thì sao? Cho nên là mọi người nhớ đăng ký subscribe để ủng hộ tinh thần cho tất cả mọi người ở đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay của nhà ép, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong những số tới. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.